huynh đệ muốn nhận được sự gia hộ của chư Phật, huynh đệ phải mở tấm lòng ra trước. Nếu huynh đệ cầu nguyện mà huynh đệ cứ tiếp tục làm xấu hoài thì làm sao huynh đệ nhận được quà tốt? Có phải vậy không? Có đúng vậy không? Cho nên chúng ta phải tự mình tận diệt những gì mình đã tạo tác trong quá khứ, trong tiền kiếp, trong hiện kiếp, để chúng ta làm tốt ngày hôm nay đi, mở tấm lòng rộng lớn cho ba tánh chúng sanh đi, thì mình sẽ nhận được những gì của chư Phật ban cho. Nó gọi là ân điển đó, gọi là hộ trì gia hộ. Còn nếu mình không mở tấm lòng ra làm việc cho ba tánh chúng sanh, yêu thương ba tánh chúng sanh, thì chúng ta không có cơ hội tiếp nhận sự gia hộ của chư Phật đâu. Tu nhân học Phật mà, phải không? Tu nhân học Phật, tu nhân là tu làm sao? Cho tròn cái nhân đạo của mình rồi dành cho bá tánh chúng sanh trước đi, rồi nói chuyện Phật sao? Nhân đạo còn luộm thuộm, còn đủ thứ chuyện, lừa lọc, xảo trá, mánh mung, nói phép, nói láo, đủ trò, đủ chuyện, làm những điều xấu xa sau lưng của Phật tử. Thì nghĩ huynh đệ có được chư Phật gia hộ không? Đừng có tưởng qua mặt, làm gì ổng cũng biết hết trơn đó. Hiểu không? Ổng ngồi trong đây nè, ổng nhìn thấy mình nghĩ gì, ta nghe những gì ngươi chưa nói, ta biết những gì ngươi đang nghĩ, đừng có tưởng qua mặt ta đâu. Hiểu không? Ông ở đâu? Ông ở đâu? Ông ở đâu? Phật ở đâu? Nói coi Phật ở đâu? Biết Phật ở đây rồi phải không? Là coi chừng đó, ông này là cái ông báo cáo mọi thứ đó. Ông là tổ phó an ninh đó. Ông báo cáo tất cả mọi thứ mình đã tạo tác. Mình nghĩ ổng đã nghe rồi, đã biết rồi, mình chưa nói, ổng đi biết mình nói gì. Bởi ổng là người trực tiếp làm việc với mình, cho nên luật nhân quả với ông này á, nối liền nhau rất là chặt chẽ. Mình vừa nghĩ ổng ghi xuống, mà vừa nói ghi xuống, vừa làm ghi xuống, tất cả mọi cái đều bị ghi từng chút một. Luật nhân quả sẽ xử mình cái lúc mà mình bắt đầu nằm xuống á, vừa đâm cái đầu xuống giường cái là quan gia trái chủ mình đã vay mượn từ lúc còn khỏe đó, nó bua lại, nó cắn, nằm đó rên khóc la hét sợ hãi. Chết không được, sống không được, ăn không được, ngủ không được. Đó, lúc đó mới gọi là quan gia trái chủ kêu đòi đó nha. Bởi vì nó vay mượn quá nhiều mà mình không hoàn tất. Đừng có tưởng là sống tà tà vậy là tới lúc chết mà rên rỉ, là không có đâu. Ngựa chạy đường dài. Chúng ta tu tới ngày cuối cùng mới biết tốt hay là không tốt, vay mượn hay là không vay mượn. Những người mà sống với cái lòng đại từ đại bi dành cho ba tánh chúng sanh á, làm việc cho mọi người không vì tư lợi á, người này chết rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng, ra đi rất là nhẹ nhàng. Còn mình làm cho mọi người vì tư lợi á, mà tính toán cho bản thân mình á, chết rất là nặng nhọc. Mà nhất là mình ôm ấp, mình thích, mình chấp cái điều gì quá nhiều trong cái lúc mình đang sống á, mình chấp đó, chắc chắn mình sẽ ôm cái cục đó mà mình không siêu được. Cho dù á, có làm chay tăng cỡ là cũng không siêu, bởi vì cái chấp, cái thức mình chấp quá độ. Khi cận tử nghiệp mình không đi được. Chẳng hạn như mình thương cháu nội mình quá, mình thương nó quá mức đi, cháu đích tôn mà, chết ôm nó à, thằng ở Cần Thơ đó, bà nội ôm cháu nội đích tôn chết, dù cháu nội luôn mấy năm trời, nhỏ bệnh hoạn không cách nào hết được á. Thầy tới tận ngay cái mặt, cái hình của bà, thầy nói thẳng với bà luôn á. Thầy nói thẳng với bà luôn. Cách đây mấy tháng trước khi thầy về Mỹ, thầy làm cho cái bệnh đó ở Cần Thơ đó. Đó, mình thương thích một cái gì quá mình sẽ ôm nó. Thành ra tất cả mọi thứ ở thế gian này, những gì mà vật chất là phương tiện cho chúng ta, chúng ta phải ý thức nha. Tất cả những cái xung quanh đều là phương tiện cho chúng ta đang còn sống thôi. Chứ khi chúng ta chết rồi có đem theo được không? Có đem theo được không? Lúc mới ra đời có gì theo không? Cái quần xà lõn còn không có nữa, chứ đừng nói đòi cái gì. Lúc đẻ ra trần truồng mà, phải không? Chợt sinh ra với hai bàn tay trắng thẳng cẳng rồi cũng trắng đôi tay. Trần gian ai dở ai hay, nghèo hèn chứ cũng tán thay ngoài đồng. Chứ giàu hèn chứ cũng tán thay ngoài đồng thôi, chứ đâu có trơn trên trời đâu. Có đem được gì theo? Đem cái nghiệp thức theo mà thôi. Hãy làm ác thì đem qua nghiệp lực dẫn dắt trở về để trả nợ. Hãy làm tốt thì mình sẽ sống cảnh giới tốt hơn để tiếp tục tu hành. Cho nên chúng ta tu phải tập yêu thương. Chúng ta không tập yêu thương không được. Phải yêu thương gia đình mình không đâu, không phải. Mình yêu thương gia đình mình nó hạn hẹp lắm. Tình yêu bị giới hạn. Nó gọi là một tình yêu ích kỷ dành cho gia đình mình thôi. Còn hàng xóm ở đâu kệ cha nó. Thầy về Vĩnh Long thầy làm từ thiện, thầy trị bệnh. Thì huynh đệ rất là khó khăn, hoàn cảnh túng thiếu, bệnh hoạn.
Thì khi thầy làm gần xong thì có một cô rất là đẹp, dẫn đứa con rất là sạch sẽ, đẹp đẽ hơn mọi người, có điều kiện lắm. Cô quỳ xuống, cô đảnh lễ thầy xong, cô nói: dạ thưa thầy, con cầu nguyện cho gia đình con được mạnh khỏe, gia đình con được mọi sự an lành, hạnh phúc, ấm no. Thì thầy hỏi một câu: còn hàng xóm sao, chết mẹ nó hả? Không sao hả? Tụi nó chết hết thì không sao, mình khỏe thôi phải không? Mình cầu cho ba tánh đi, thì mình cũng là một ba tánh. Thầy đâu có cầu cho thầy đâu, thầy cầu cho ba tánh không à, bởi mình cũng là một ba tánh mà. Rõ không? Cứ cầu cho ba tánh đi, làm hết cho ba tánh đi. Vợ con mình, chồng con mình cũng là ba tánh đó. Khi nào mình có cái lòng này á thì thực sự gọi là đại từ bi. Còn mình yêu chỉ gia đình mình thôi á, là cái ái của mình nó hạn hẹp trong sự ích kỷ. Mình chỉ xót được đứa con mình đứt tay thôi, con hàng xóm gãy tay kệ cha nó, chưa. Thầy đã đừng có nói chữ từ bi. Khi nào mình xúc cảm được cái hoàn cảnh sống người huynh đệ trước mặt mình, mình xúc cảm, mình đau lòng, mới là từ bi đó. Còn mình thấy nó, mình nói câu: kệ cha, cái nghiệp của nó vậy, coi chừng nha. Tu không phải vô cảm nha, đừng có vô cảm. Người tu phải có nhiều xúc cảm dành cho huynh đệ của mình. Khi nó hoạn nạn mình cảm thấy khó chịu, nhưng mà cái nghiệp nó mình không giúp được. Nhưng khi nó nhờ, nếu mình có khả năng mình giúp nó, nhưng mà phải cho nó thức tỉnh. Mình phải giúp cho nó thức tỉnh cộng theo cái giúp. Còn nếu thí dụ bây giờ mình biết nó là đang phá hoại cuộc sống của nó, mà mình thấy nó như vậy mà mình giúp nó thêm nữa đó, thì mình tiếp tục cho nó phương tiện làm ác nữa đó, thì mình là nguyên nhân cho nó tạo nghiệp ác, mình cũng khổ với nó đó, phải là cộng nghiệp. Huynh đệ có rõ thầy nói gì không? Chúng ta giúp huynh đệ bằng cái trí tuệ. Thí dụ mình thấy nó khổ, mình giúp nó khổ với điều kiện là nó chịu tu. Nếu nó chịu tu, mình giúp nó tu để nó tự thoát khổ. Còn nếu thí dụ mình thấy nó khổ, mình cho nó ăn hoài, hả, nó có chút xíu nó đánh đề, nó có chút xíu nó chơi bậy, thì mình đang đổ cái nguyên nhân làm ác cho nó đó, phương tiện làm ác cho nó đó. Nó tiếp tục làm ác, nó không biết tu, thì mình sẽ bị cộng nghiệp với nó đó. Thí dụ thầy Thiện Chí, ông không tu hành, ông không lo tụng kinh, ông tối ngày ông ngồi bàn đề, không muốn đề cứ đem vô cho ông đi, rồi huynh đệ sẽ biết một ngày nào huynh đệ sẽ đau khổ cỡ nào. Rõ không? Huynh đệ chúng ta thương yêu bá tánh chúng sanh, nhưng phải có trí tuệ. Trong chùa để hay chữ lớn, đúng không? Cái chùa lớn để là từ bi trí tuệ. Khi chúng ta từ bi mà không trí tuệ, chúng ta vô tình cho người khác phương tiện tiếp tục làm ác, tiếp tục đau khổ trong hoàn cảnh sống của nó. Mình là người cho nó phương tiện tạo nghiệp ác, thì mình chính là nguyên nhân ác. Thì chúng ta giúp người, nếu cảm thấy người này có thể hoán cải được, giúp đỡ họ niệm một câu Phật, tụng bài kinh, nếu họ tự niệm Phật tụng kinh thì họ có hy vọng tự cứu họ thoát khỏi hoàn cảnh đang có. Rõ không? Cho nên cái bố thí, bên cạnh bố thí kèm theo cái pháp thí, thực sự là lợi lạc cả âm lẫn dương. Còn nếu mình bố thí mình không kèm pháp thí, là mình cho người ta phương tiện tiếp tục sống trong hoàn cảnh đau khổ. Lòng từ bi rất là quan trọng, không những cho mình, cho người. Mà ngộ lắm, cái lòng từ bi mình càng rộng lớn chừng nào thì sức khỏe mình càng nhiều chừng đó. Hả, mà lòng từ bi càng lúc càng rộng lớn như chư Phật, phải biết rằng là mình đang đi vào chánh pháp cùng với các ngài. Rõ không? Chúng đạo nhắc lại, đại từ đại bi chính là chánh pháp. Bài giảng hôm nay là: chánh pháp là gì? Huynh đệ có làm nhiều chuyện cho ba tánh chúng sanh đi, mà vẫn còn tính toán tư lợi á, thì chuyện huynh đệ làm là đồ bỏ. Đồ bỏ, có phải vậy không cô? Là đồ bỏ đó. Cứ làm hết mình thì chuyện của chư Phật, cái nghị lực nhân quả xử, mình cần gì phải nghĩ tới, phải không? Làm đi, xong rồi để chư Phật lo. Chuyện của mình có chư Phật lo rồi, mắc chứng gì mình phải lo. Nếu mà huynh đệ làm được như thầy, thấy nó hạnh phúc cỡ nào, đâu cần phải tính đâu. Hả, mình cho cái tính toán, sự trở về có tính toán. Nếu mình cho đi không có sự tính toán, sự trở về không bao giờ ngừng nghỉ, vô tận. Mà mình không thể nào ngăn chặn sự trở về đó được, bởi vì luật nhân quả là thế. Chỗ nào trống thì gió thổi đầy, chỗ nào trống thì sẽ lấp đầy, đó là luật. Chẳng hạn chỗ này cái không khí nó mỏng quá thì chỗ khác nó đổ gió vô, phải không? Nó làm cho đều lại hết. Mình cũng vậy, nếu cái túi đầy quá mình sẽ không đựng được, mình phải cho hết cái túi đi, mình sẽ đựng đầy lại. Một ly nước đầy quá, nếu mình không đổ cạn đi, mình sẽ không châm đầy được. Rõ không? Mà lòng tại đại từ đại bi rất là ngộ.
lúc nào nó cũng đầy. Mà càng đầy nhiều chừng nào á, thì cái sức khỏe mình càng dồi dào, trí tuệ mình càng sáng suốt. Lòng đại từ đại bi càng to thì trí tuệ càng lớn. Lòng đại từ đại bi càng to thì đạo hạnh càng cao dày. Quý vị thấy rõ điều đó không? Bây giờ mình tập đi vào chánh pháp bằng cách sống biểu lộ. Muốn biểu lộ cho quý vị thấy được Phật tánh của mình, mình phải biểu lộ cái tánh thương yêu. Biểu lộ tánh thương yêu còn nghĩa là đang biểu lộ chánh pháp. Biểu lộ tánh thương yêu còn nghĩa là đang biểu lộ Phật tánh của mình cho huynh đệ ba tánh chúng sanh. Bởi đại từ đại bi chính là Phật, Phật chính là đại từ đại bi, cũng còn có nghĩa là Phật chính là chánh pháp, chánh pháp chính là đại từ đại bi. A Di Đà Phật. Huynh đệ có rõ những gì mà thầy chia sẻ không? Thầy không có dám dạy huynh đệ, thầy chỉ chia sẻ thôi. Muốn huynh đệ tiếp nhận với chúng ta cùng tiến hóa với nhau. Thí dụ huynh đệ tụng kinh miên mật như vợ chú tên gì? Đâu rồi? À, Hương phải không? Dạ. Nếu cái người tu như vậy, bây giờ cô nghĩ tới mẹ, tới cha, tới chồng thôi. Bây giờ cô mở rộng cái lòng ra cho vong đệ, huynh đệ vong linh, hương linh chung quanh, giúp đỡ của quyền thất tổ xong, giúp đỡ tất cả huynh đệ hương linh vong linh chung quanh chưa được siêu sanh, được siêu sanh, không được no đủ, được no đủ. Cô mở rộng tấm lòng cổ hơn nữa thì phước báo càng nhiều hơn. Rõ không cô? Hiểu ý thầy nói không? Như là Phật. Thầy chúng ta chỉ cầu nguyện cho cố quyền thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên của mình á, tình thương mình vẫn còn hạn hẹp trong cái khoảng, trong cái nhiêu đó thôi. Bây giờ chúng ta mở rộng tấm lòng ra, càng mở lớn chừng nào á, mình càng cầu nhiều chừng nào á, thì họ tới nhà mình càng nhiều. Đừng có sợ, đừng bao giờ sợ rằng là huynh đệ vong linh lên tới nhà mình nhiều, đừng. Hả, càng tới phải biết rằng là cam đức mình cao dày mới được như vậy. Cho nên chúng ta mở rộng tấm lòng huynh đệ. Có những người tu không tu mà nói vớ vẩn nhiều, nói tụng đại bi là ma nhiều lắm. Hả, có tụng kinh là có ma vô, chứ nữa tụng đại bi, hả, tụng kinh nào cũng có ma tới. Hả, mà đâu mà nghe người tụng là người ta tới liền, bởi vì người ta cần sự giúp đỡ của mình. Tại đây nếu huynh đệ người tu biết tụng kinh, đừng có nghe lời những người không có tu, bởi họ có biết nguyện cho ai đâu, biết cầu cho ai đâu. Chứ huynh đệ hả ngồi xuống tụng kinh, bất cứ hả có gõ mõ tụng kinh là họ tới liền, bởi họ rất cần sự giúp đỡ của mình. Họ đâu có cái thân mạng giống mình đâu mà ngồi xuống tu tụng được, cho nên họ tu ké gần bên cạnh mình để hút cái năng lực của mình để họ tồn tại. Huynh đệ nào mà chống đối là tụng tu là ma tới nhà, kêu họ tới gặp thầy, thầy nói chuyện với họ. Đừng có nói vớ vẩn. Hả, họ càng tới đông chừng nào phải biết rằng là đạo hạnh mình càng cao chừng đó họ mới tới. Rõ không? Còn nếu mình không tu mà họ tới nhà nhiều quá đó, cái mặt mình càng lúc càng đen rồi, ráng chịu nha. Bởi vì mình không tu mà mời họ tới đông quá đó, họ muốn tồn tại, họ phải hút cái năng lượng của mình, họ hút riết cái mặt mình đen thùi. Để ý đi rồi sẽ thấy. Những cái nào nói tu nhiều mà mặt đen là coi họ tu như thế nào mà mặt họ đen. Vì xung quanh họ quá nhiều vong linh hương linh chưa siêu, mà họ không biết cách độ. Càng tu mặt càng sáng, càng tu mặt càng đẹp. Bởi vì mình độ cho họ nhiều chừng nào thì âm đức mình lớn cao dày chừng đó. Đạo hạnh mình sẽ lớn theo cái âm đức. Đạo hạnh lớn thì trí tuệ sáng suốt thì nghiệp lực mỏng, phước báo cao dày. Phước báo cao dày thì nghiệp lực mỏng, đó là luật. Cho nên mình càng tu phước mình càng lớn, nghiệp mình càng mỏng. Bây giờ vấn đề muốn phước lớn hay nghiệp dày? Hả? Muốn phước lớn hay nghiệp dày? Nghiệp dày hay phước lớn? Coi chừng thầy hỏi lộn xộn đó. Thầy còn lộn xộn nữa mà. Cho chúng ta càng tu á, mình cứ sau cái thời kinh hồi hướng công đức cho bá tánh chúng sanh, cho tất cả huynh đệ vong linh hương linh chưa siêu được siêu không no được no. Đây là cái cách mà chúng ta phải giúp mình tạo âm đức. Bởi âm đức là phước vô lượng, âm đức là phước vô lậu, nó trường tồn vĩnh cửu. Còn hữu lậu là cái phước vật chất, có xài rồi hết à. Tiền hôm nay nó ở với mình, mai nó ở với người khác. Hả, mình ăn là nó hết. Còn phước vô lậu là trường tồn để lại cho con cháu. Bây giờ huynh đệ đã biết luật rồi, tu cho giỏi vô đi, tự mình giải quyết, tự mình giúp cho mình siêu, tự mình giúp mình giải thoát, thì không để lại gánh nặng cho con cái. Con cái không cần phải tụng cho cổ quyền thất tổ. Có hiểu không?
Bây giờ hiểu luật thì mình tụng cho giỏi vô để làm chi? Để đừng có để lại gánh nợ nặng cho con cái nó phải cúng mỗi năm rồi phải tụng hoài 49 ngày cho mình. Thiệt là xấu hổ. Đã biết tu mà để gánh nặng lại cho con là thiệt là xấu hổ đó. Có hiểu thầy nói không? Mình phải giải quyết luôn trong cái kiếp này nè. Mình tụng cho mình bản thân mình siêu trở về chư Phật luôn. Để con cái nó không cần phải ngồi xuống tụng 49 ngày cầu cho cha mẹ hai bên được no đủ và siêu sanh tiền độ. Thiệt là mắc cỡ. Đúng không? Cho nên phải giải quyết ngay từ lúc này đi. Tu cho giỏi vô để chúng ta không để lại nợ cho con cái, mà chỉ để lại phước vô lậu cho nó thôi. Con cái nó hưởng hết tất cả những gì cha mẹ có. Tương lai của mình là gì? Có phải con không? Mình làm hết tất cả mấy thứ cho ai? Hả? Cho ai? Cho con. Nhiều khi nó là quái tử mà cũng phải lo cho nó nữa. Quý tử thì không có gì mà nuôi nó trật lất thành quái tử rồi. Mình sản xuất ra thế gian này một con quái vật cho cái xã hội này, làm xã hội đau khổ gì nó. Mình là giết chết Phật tánh mới tạo tác mình thành quái vật cho xã hội. Còn nếu mình tu giỏi, mình biết giáo dục con cái, giúp cho tu giống mình, ra đời làm lợi lạc cho bá tánh chúng sanh, là mình làm cho xã hội có thêm một vị minh sư giúp đời. Đó là phước vô lậu. Còn nếu mình đưa đứa con ra thế gian này nó thành quái vật, nó hại bá tánh chúng sanh, làng xóm xã hội, thực sự là mình đã tạo tác một quái vật. Mình giết chết Phật tánh của con mình. Cha mẹ là thủ phạm giết chết Phật tánh của con mình đó. Rõ không? Mình nuông chiều nó quá độ, nó đòi cái gì có cái đó. Khi nó lớn lên nó đòi không được mà nó sẽ quậy. Đó, mình đã giết chết Phật tánh nó rồi đó. Mình giúp cho cái tôi nó khổng lồ thì ông Phật nó sẽ chết. Cho nên cha mẹ hiểu biết á, thì giúp cho Phật tánh con mình nó càng lớn thì càng tốt. Cái tôi nó càng nhỏ thì xã hội này càng yên lành. Rõ không? Quý này làm được không? Giờ lỡ làm trật rồi sửa lại đi. Giúp cho con mình thấy chính xác, biết chính xác, nghĩ chính xác, làm chính xác. Giúp cho con mình phát triển Phật tánh lớn hơn là cái tôi của nó. Nếu huynh đệ giúp cho cái tôi của nó to lớn hơn thì huynh đệ nó vô tình làm cho ông Phật của nó không có cơ hội ngồi dậy để sống với nó. Chúng ta mục đích chính tu, ngồi xuống tu để làm cái gì? Để tiếp nhận Phật tánh của chính mình, để nhìn lại bản thể thiêng liêng của mình là Phật. Có phải vậy không? Hay ngồi xuống đó cầu, nhìn lên trời cầu tầm bậy tầm bạ không? Trong khi phải nhìn vào trong này nè, giúp cho ông Phật của mình đang ngồi trong này ngồi dậy cùng sống với mình á, đánh thức Phật tánh của chính mình dậy. Cho nên mình nuôi đứa con cũng vậy, mình giúp cho Phật tánh nó phát triển càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thì mình có phước ở chư Phật đó. Còn nếu mình giúp cái tôi nó càng ngày càng to, càng to, mình biết rằng là mình đã cạn phước rồi. Sau này nó sẽ làm khổ cuộc đời của mình á. Ra đường đánh đập, hút sách, chích, ăn trộm ăn cắp, đánh nhau, giật đồ giật đạc. Mình là người chịu trách nhiệm về hành động của mình, đã tạo tác cho con mình thành như vậy. Cho nên phải cẩn thận trong việc mà tiếp xúc với con á. Mình tụng kinh bắt nó nghe. Nó còn nhỏ thì cho nó nghe mình tụng kinh, từ từ nó dần dần. Nó không muốn không được, nó ngày nào cũng nghe riết, nó thành một cái tự nhiên mà nó thu nhận cách tự nhiên. Khi lớn lên á, nó muốn làm bậy, nó phải suy nghĩ lại á. Bởi vì mình đã trồng một cái mầm mống tốt lành Phật, chủng tử Phật cho nó rồi. Thành ra đứa nhỏ nó lớn lên, nó có chủng tử Phật rồi, nó muốn làm bậy nó khó lắm. Hồi nhỏ thầy ở trong trường dòng riết, thầy muốn làm bậy thầy đâu dám đâu. Chứ nó bậy cái là bị tát bạc tay, tát một phát một cái tưởng tượng rồi. Tát cái mặt xương vù lên vậy, một phát một thôi đó. Có dám nói bậy nữa không? Mấy ông đánh cỡ đó luôn á. Ông tát là thẳng tay, không bao giờ nương tay, mấy ông đánh là đánh như vậy đó. Thì đâu huynh đệ, nếu mà con mình còn nhỏ, huynh đệ ráng cho nó nghe mình tụng kinh, nó thấy cái hành động mình ngồi xuống tụng kinh lạy Phật á, thì tự nhiên bản thân nó cũng phát triển cái lòng từ bi mà âm thầm phát triển. Bởi vì mình cho cái Phật tánh nó có cơ hội ngồi dậy. Còn nếu mà mình chiều chuộng nó chơi game đủ trò đủ chuyện, nó đòi cái gì có cái đó, là mình đã giết chết ông Phật của nó ngay từ lúc đó đó. Khi mình nghĩ ra mình chiều nó, mình bắt đầu mình đã có cái mầm móng giết chết chủng tử Phật của nó rồi. Cho nên mình không có từ bi được. Mình đã hại chết Phật tánh một đứa bé, chứng tỏ là mình không có lòng đại từ đại bi. Quý đều có hiểu ý của thầy không? Mình thương con mình quá là coi chừng đó nha. Mình đang giúp cái tôi nó phát triển tột đỉnh, thì dứt khoát ông Phật của nó phải ngồi dưới tận đáy trong lòng của nó đó. Cho nên để phát triển lòng đại từ đại bi ngay trong nhà mình luôn, mình giúp cho con mình phát triển giống mình, nghĩ tới Phật, nghĩ tới bá tánh, thương yêu bá tánh sanh, mình giúp ngay từ lúc đó thì Phật tánh bắt đầu nó sẽ ngồi dậy. Biết thương người là Phật tánh đã ngồi dậy rồi. Cho dù ít
nó cũng có Phật tánh ngồi dậy trong nó mới biết thương người ta chứ. Mình tập cho con mình thương yêu bá tánh chúng sanh bên ngoài đi, tự nhiên lớn lên mình không cần phải lo âu gì đứa bé này, không cần phải lo âu nhiều, bởi nó biết phải làm thế nào, biết phải làm thế nào để nó không tạo tác nghiệp xấu cho bản thân, cho cuộc đời của nó. Có phải vậy không? Có đúng không? Quý đệ cái sự chia sẻ có thể quý đệ có tiếp nhận được không? Cho nên chúng ta ngay bản thân mình bây giờ mình không biết đại từ đại bi là gì, nhưng mà bây giờ mình bắt đầu mình tập mỗi ngày. Tu là phải hành, tu học xong là tu tập đi rồi bắt mình hành những cái mình đã tập. Bây giờ muốn phát triển Phật tánh, mình phải biểu lộ cái tánh đại từ đại bi này. Qua cái lòng đại từ đại bi này, Phật tánh mình mới phát triển được. Chúng đạo có một cái rất là ngộ, một cái phước gặp mới gặp ai cũng vậy, mới gặp vị nào cũng vậy, lòng thương dành cho y như vậy, không có hơn, không có thua những người cũ cũng vậy à. Hả? Cũ gặp trước thầy cũng thương như vậy, rồi mới gặp thầy cũng thương như vậy, mà thầy không cần cân đo đong đếm làm cái gì, tình thương tự động nó ban ra thôi, không cần phải suy nghĩ nữa. Mà thương mà suy nghĩ thì có điều kiện rồi là trật lất rồi, thương không có điều kiện, tình thương tự nhiên ban rãi không cần điều kiện, hiểu không? Tiếng ta hiểu được, biết được điều này thì mắt chứng người ta phải cân đo đong đếm cái tình thương dành cho ba tánh chúng sanh. Mình biết tất cả những gì mình cho ba tánh chúng sanh, luật nhân quả chư Phật đem lại hết cho mình rồi, cần gì phải lo nữa. Nó rõ như vậy luôn đó. Trung đạo chứng minh mỗi ngày chứng minh, cả đời này đều là chứng minh điều đó, không cần phải tính. Trung đạo đi làm không cần tính toán điều gì hết, đi là cứ đi à. Chuyện mình làm là chư Phật đã biết rồi, mình muốn làm gì ông Phật này đã biết rồi. Khi mình làm rồi là nhân quả đã xử rồi, mắt chứng như mình phải lo. Nên thử làm đi, ngồi xuống tụng kinh hết lòng đi, cứ để chuyện còn lại chư Phật lo. Thử làm đi rồi sẽ thấy hiệu nghiệm, đúng không? Nó rõ như vậy đó. Muốn phát triển, thầy Thiện Chí hồi chưa gặp thầy như vậy, ổng tụng đâu có miệt mài đâu. Khi gặp thầy ổng tụng miệt mài, ổng tụng miệt mài cho nên ổng mới có cơ hội. Hồi bữa thầy ngồi giảng, do đó thầy ngủ bằng cái võng ở trước chánh điện đó. Giờ thầy mừng cho ổng được rộng thêm chút xíu nữa. Mà thực sự thầy thương thầy Thiện Chí là bởi vì ổng rất là thật. Ổng có gì ổng nói hết à, ổng không có giấu. Mà ổng chịu đựng nhiều lắm, thì biết bản thân mình khiếm khuyết cho nên tu rất là năng nổ tu để mà giúp đỡ cho bản thân mình thoát sự khiếm khuyết đó. Thầy mong rằng ổng tu giỏi hơn nữa để tự mình thoát khỏi cái hoàn cảnh này. Ổng muốn độ cho huynh đệ lắm nhưng mà không có đủ sức để độ, không có đủ trí tuệ, không có đủ lời ăn tiếng nói để mà hướng dẫn huynh đệ tu tập. Nên ổng có nói rồi, ổng cũng xấu trai mà ổng lùn cho nên ít Phật tử. Ổng nói vậy là phỉ báng thầy. Thầy cũng vậy mà, thấy ông cũng lùn, cũng đâu có đẹp đẽ gì. Thực sự là vậy. Nhưng mà tấm lòng là tất cả nha. Phải nhớ, người tu phải có tấm lòng. Đừng bao giờ nhìn một người ngồi đó đau khổ mà coi là nghiệp của người ta, rồi mình trơ trơ mình đi coi chừng đó. Đừng có vô cảm, đừng có đổ thừa nghiệp. Tuyệt đối người tu không được vô cảm. Nếu người ta giác cái mặt mà đám ma tới nhà mình á, mình tìm nguyên nhân tại sao nó như vậy. Nếu nó cần giúp đỡ, nếu cảm thấy giúp đỡ mà chính đáng thì giúp đỡ. Còn nếu mà thằng này mang mặt đám ma tới để mà trả nợ cờ bạc thì để nó tự nhiên đi đâu đi, chuyện của nó nha. Đừng có xí vô. Thì nó đá đụ ông đá rồi, nó cầm vợ cầm con rồi, nó tới nó gặp mình, nó bệnh quá, nó hết đường chạy, nó kiếm mình, nó nói chuyện để mình lòi ra chút xíu thì tiếp tục nó đụ nữa. Thì mình phải coi chừng đó. Nhiều lắm luôn đó, nhớ không? Mình giúp người ta là phải cẩn thận, không thôi mình sẽ tiếp tục cho người ta phương tiện làm ác. Thì mình là nguyên nhân tạo nghiệp ác, chứ mình sẽ bị cộng nghiệp. Rõ chưa? Phải suy nghĩ. Khi giúp là giúp tận tình, nhưng mà phải coi người này có đáng giúp hay không, hay là mình sẽ cùng với nó tạo nghiệp. Thì nó từ bi, phải có trí tuệ là vậy. Nhưng đặc biệt, khi mình tu giỏi rồi thì cái tự tánh mình lớn lắm. Cái tự tánh là cái tánh thiêng liêng, nó nằm sẵn trong đây. Thì khi mình tu đúng mức rồi, tự động tự tánh nó phát triển tột đỉnh, thì mình nhìn tự mình biết, cái biết tự nhiên, không cần phải dùng cái phàm trí xía vào. Cái biết tự nhiên nữa gọi là trí tuệ thiêng liêng, mình nhìn mình biết là biết nó xạo liền tức thì, cho nên không có mất thời gian với nó làm chi. Rõ không? Còn cái người tới ăn chơi cho đã đời bệnh tật, tới gặp mình muốn trị bệnh,
mình nhìn nó, nếu nó có tu mình giúp nó liền tức thì, còn không tu cũng giúp nó, nhưng mà phải cho nó cách làm sao nó để tự tu để bớt tạo tác. Còn nếu mình giúp cho nó hết bệnh rồi tiếp tục nó ăn chơi nữa thì mình là người cho nó nguyên nhân sức khỏe để nó tiếp tục tạo nghiệp ác, mình là người giúp cho nó tạo nghiệp ác, mình cũng bị cộng nghiệp đó. Cho những người nào mà ăn chay tụng kinh tới gặp thầy, thầy làm hết liền. Còn những đứa không ăn chay tụng kinh tới giúp cũng được, nhưng mà thì sao bệnh lại, bởi vì sao? Dẫn theo thói hư tật xấu, chứng nào tật đó thì tiếp tục bệnh nó quay trở lại, bởi nghiệp chướng do mình tạo tác. Ông thầy không có quyền xóa nghiệp, mà ông chỉ giúp cho mình giảm thôi, nhưng bản thân mình phải tự xóa cho chính bản thân mình. Rõ không? Cho nên bệnh tới thầy là phải ăn chay tụng kinh thì hết lẹ lắm, còn không á tự giải quyết đi. Nhất mình nhất mẩy là kêu chồng bóp, đừng có kêu thầy. Thầy không phải thì người đấm bóp. Ok. Thầy là người trị, giúp huynh đệ trị cái tâm bệnh. Tâm bệnh hết, thân bệnh nó giảm. Có vậy thôi. Hả thân khỏe, tâm an. Thân không khỏe, tâm bất ổn. Hả tâm bất ổn, thân sinh bệnh. Trí không tịnh, tâm không định, thân sinh bệnh. Trí tịnh, tâm định, thân không bệnh. Có vậy đó. Rõ chưa? Cho nên để mà mình được thân khỏe tâm an á, mình sống với những tư tưởng an lành hạnh phúc, mình nuôi dưỡng cái thân mạng này bằng những tư tưởng an lành hạnh phúc tốt đẹp, nuôi dưỡng cái thân mạng này bằng sự khiêm nhường và sự kính trọng, bằng lòng yêu thương, bằng sự vị tha rộng lượng, phóng khoáng, khoan dung, từ bi bác ái, hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ. Mình phải sống với những đức tính đó đó thì thân mình mới khỏe, tâm mình mới an. Còn nếu mình sống trong sự tính toán lừa lọc xảo trá đó, mình từ từ bản thân mình cũng bệnh nữa. Bởi vì mình nghĩ những điều không tốt lành, thân mạng mình mất rất nhiều năng lượng. Mà năng lượng cạn thì bệnh tật sẽ kéo tới. Mà năng lượng cạn thì phước báo sẽ hết. Mà phước hết thì họa vô. Rõ chưa? A Di Đà Phật. Còn đi làm chung, đi làm từ thiện chung với nhau, đây là lời khuyên của thầy cho không cần, cần bất kể một nhóm nào hay là một nhóm đạo tràng nào, không cần biết. Đây là lời khuyên của tất cả quân đệ đủ Phật tử khắp nơi. Tụ năm tụ bảy với nhau đi làm từ thiện, chỉ có một lòng thôi. Cái lòng là quân đệ giúp đỡ quân đệ ba tánh thiếu phương tiện, nghèo khó hơn mình, hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Làm bằng cái tâm từ bi yêu thương rộng lượng. Đừng tính toán. Làm rồi đừng ở đó mà phê bình chỉ trích những người khác. Nhớ không? Hãy đi làm từ thiện mà mở miệng phê bình bất cứ một ai trong đó là tự động cái phước mình không có tính toán trong đó mất hết. Hãy đi làm từ thiện chung với nhau là chỉ có một lòng thương dành cho bá tánh huynh đệ thôi. Xong rồi về nhà rồi muốn làm cái gì làm. Muốn nói ai ở về nhà nói. Chứ đừng có nói xù xì ba bốn đứa xúm lại nói một người là coi chừng mấy đứa là bị tội hết á. Còn người kia chưa bị gì hết. Nhớ chưa? Nhớ không? Thành ra đi làm từ thiện á, cái miệng cũng phải từ thiện đó đó. Cái bụng không từ thiện, cái miệng nó chát chát từ thiện mà làm mà trớt quớt, không có phước đâu mà còn mang nghiệp thêm đó thôi. Hả nói làm từ thiện thì đúng nghĩa. Từ là gì? Đem cái tâm từ bi của mình. Thiện là gì? Những điều tốt lành cho ba tánh chúng sanh. Cải thiện đời sống huynh đệ của mình, vừa bố thí vừa cho pháp thí, mới gọi là từ thiện. Nếu còn cho nó ăn không mà bệnh tật nó vẫn còn, nghiệp xấu vẫn có, thì không phải là từ thiện đâu. Mà cho nó phương tiện tiếp tục sống xấu. Rõ chưa? Rõ không? Cho nên làm từ thiện phải đúng nghĩa. Cái lòng từ thiện, cái miệng từ thiện, cái đầu phải từ thiện. Mỗi năm cho nó ăn một lần, nhưng mà cho nó niệm một câu chú hay niệm một câu Phật đi, dần dần nó hoán cải hoàn cảnh sống của nó, hoán cải cái cách suy nghĩ của nó. Chúng ta phải tập đổi cách suy nghĩ lại thì hoàn cảnh chúng ta mới thay đổi được. Đổi cách suy nghĩ sống trở lại thì hoàn cảnh mình mới thay đổi được. Sống khác hơn lúc trước đi. Đừng có sống theo cái thói quen như vậy. Cái như vậy hoài sẽ tạo tác nghiệp mà mình không hay không biết đó. Rõ chưa? Rõ không? Trung đạo nói vấn đề có dễ hiểu không? Có làm được không? Suy nghĩ vậy đó. Không có cố gắng nhào vô làm đại, không cố gắng vậy đó. Nhào vô làm luôn, chuyện gì chuyện của chư Phật giờ con quả lo rồi. Hiểu không? Đừng có nghĩ rằng là mình phải có tiền nhiều mới làm. Đừng có nghĩ như vậy. Chục ngàn, hai chục ngàn cũng là có lòng rồi. Thí dụ cái bản thân mình làm một ngày đi có 50 ngàn à. Đó thầy có huynh đệ cái thầy á, đi khất thực đó. Mà vẫn in kinh sách, vẫn mua cái này cái nịa cho người ta. Mà đi khất thực đó, đi bác đó.
và vẫn cố gắng để dành chút xíu tiền mua cuốn kinh sách này cho người nghèo, cho người này người kia. Cho nên chúng ta ít làm ít, nhiều làm nhiều. Há khi làm phải có tấm lòng nha. Thầy nói rồi, người tu mà không có tấm lòng là tu giống như đem muối bỏ xuống biển mà thôi. Rõ chưa? Khi tụng kinh cũng phải có tấm lòng. Khi nói chuyện với ba tánh chúng sanh phải có tấm lòng. Khi giúp đỡ huynh đệ phải có tấm lòng. Đừng có làm cho qua chuyện, không làm thì thôi, về nhà nghỉ. Hả còn làm bằng cả tấm lòng. Nhớ chưa? Bởi vì cái tấm lòng này là quan trọng lắm. Cho một tấm lòng đi á, có rất nhiều tấm lòng cho lại. Trong âm thầm theo luật quả báo, bất di bất dịch của vũ trụ. Cứ cho đi, người cho lại. Giúp người, người giúp ta. Sống trong nhân quả cõi ta bà. Cho đi, người cho lại. Luân hồi quả báo luật không sai. Thử làm đi rồi sẽ thấy kết quả. Ở đây có ai làm rồi giơ tay lên coi. Không dám giơ lên. Vậy hả? Vậy là chúc mừng cô nha. Vậy là Phật. Cho đi rồi người sẽ cho lại. Chắc chắn là như vậy. Mà không phải cho những gì mình đã cho những cái khác. Cho những điều hay hơn những gì mình đã cho. Thử làm đi rồi sẽ thấy được. Cái luật nhân quả là tuyệt vời nhất. Và không bao giờ thay đổi. Bất di bất dịch của vũ trụ luôn nha. Cho nên các vị hiểu luật. Không bao giờ thò tay vào xía vào chuyện nghiệp lực của chúng ta tạo tác. Không. Chỉ khi chúng ta mở lòng ra đi, ngồi xuống tụng mùa thời kinh hết mình, hết mảy, hết tâm đi, lúc đó các ngài mới đổ ân điển giúp cho mình tiến hóa. Chứ mà ngồi đó mà khóc lóc van xin mà không chịu làm, đừng có hòng mà có. Phải tụng cho giỏi vô, phải ngồi đó miệt mài vô, tấm lòng mở lớn ra, trí tuệ mở lớn ra, lúc đó mình mới nhận được sự dạy dỗ của chư thiên chư Phật, chư Bồ Tát trong âm thầm, mà thế gian gọi là tri kiến Phật đó. Mình hiểu biết nhiều nè. Người ta gọi là tri kiến Phật cho nó hay vậy thôi. Dùng cái từ đó cho nó gọi là kinh khủng đó. Tri kiến Phật nha. Sự hiểu biết thiêng liêng đó. Rõ chưa? Cho chúng ta người phải tự lực cánh sinh trước. Bây giờ thí dụ mình khiêng được 10 kg thôi. Nếu mà mình cứ tiếp tục tập luyện đi, mình sẽ khiêng được 20 kg. Tiếp tục tập đi rồi mình sẽ được 30 kg. Đi tập tạ là có 5 kg thôi, tập tháng 2 tháng sau có 10 kg rồi, thấy không? Mấy tập tạ cũng từ từ nâng ký lên chứ. Mình làm từ thiện cũng vậy, càng lúc cái tâm từ bi mình càng ngày càng lớn. Mình phải tập chứ. Người tu không chịu tập biểu lộ, phát triển lòng đại từ đại bi thì thực sự giống như là cái hạt lép vậy đó, trồng không bao giờ ra cây ra trái. Tu là cần chất lượng chứ không cần số lượng. Nếu bây giờ mình nghĩ mình tụng cho nhiều vô, nó lấy số lượng á, thực sự mình cầu mong trong cái số lượng mà không sẽ đạt được kết quả như mong muốn đâu. Mà tu phải chất lượng. Muốn có chất lượng phải để con tim trí tuệ, sức mạnh và tình yêu thương mình vào cái tu, lúc đó mới gọi là chất lượng. Rõ chưa? Đừng có tụng miệt mài, tụng quá mà không có tấm lòng đó thì cũng vậy thôi. Chẳng hạn cô đó, cô tụng hết lòng với mẹ mình, với dòng cho quý vị mình thấy được điều đó. Bởi vì tấm lòng mình lớn các ngài mới nhận được. Đi cúng chẩn tế mà không có tấm lòng thì huynh đệ vong linh hương linh không thể nào siêu được đâu. Đừng đó mà la hét sùm với cái tâm trống rỗng hả, không ai siêu hết đó nha. Họ chỉ nhận được cái thức từ bi của mình mà thôi. Còn mình đưa tất cả mọi thứ là đậu phộng rồi mía rồi, răng đâu mà xước mía. Cóc ổi nữa chứ trời, cứng ngắc không, răng cỏ đâu mà nhai. Đưa cho nó vui vậy thôi chứ làm sao bóc cái cóc mà nhai được, phải gọt vỏ chấm muối ăn mới được chứ. Dao đâu mà cắt mà gọt. Cứ nghi thức thôi, để một bàn đây để chứng tỏ là có tấm lòng dành cho họ. Nhưng thực sự họ nhận tấm tâm từ bi của mình mà thôi. Cái thức từ bi của mình gửi ra tận cùng cho họ. Cho họ cục tay cục chân á. Nếu mình đủ đạo hạnh đạo đức á, mình chỉ cần gửi ban rải lòng từ bi, tụng một thời kinh thôi, thì tay chân họ mọc đủ, họ mới siêu được nha. Cái luật sức cùi gãy gọng là không siêu. Thành ra chiến sĩ trận vong không bao giờ siêu được. Hả? Sức tay, sức chân, sức đầu, sức cổ, nó sức mẻ cái gì là cũng không có lành lặn, là tuyệt đối không được đào thai. Đó là luật. Nhưng mà thầy đã nói trong cái dĩa mà là âm đức đó. Nếu mà chết sức cùi gãy gọng cái chân làm sao đào thai, cái đi cà nhắc một giò là nhập cho đứa bé à. Phải nhờ chúng ta nè, những người ngồi xuống tụng họ lại gần mình á, thì họ đầy đủ lực họ mới mọc cái chân ra. Lúc đó họ mới đủ sức thành một cục sáng trắng gọi là linh quang á, xẹt đi mất. Họ mới rồi đào thai được. Còn người ta lết vô cái nhà mình không hai cái chân,
Mình tụng thì gian họ mọc hai chân rồi họ mới đứng lên. Họ đầy đủ sức mạnh họ mới siêu. Đó là luật đó nha. Đừng có tưởng là đứng la hét sùm là siêu đâu. Không có đâu. Coi chừng đó. Hãy biết luật. Tại đó mình tụng mình cầu cho họ. Cầu cho họ được no đủ và siêu sanh thì no đủ là sao? No là cái thức của họ không còn thèm khát. Đủ là tất cả mấy cái khiếm trong bản thể này được mọc đầy đủ ra. Sống trong hận thù chết thì mọc hai cái nanh rất là dài. Mà người chết trong hận thù chém giết lẫn nhau, nanh rất là to và dài. Làm sao siêu để thành một người bình thường? Phải gặp huynh đệ tu cho giỏi độ cho họ, họ mới rụng nanh đi chứ. Họ đàng hoàng trở lại, không còn máu me, họ mới đi được chứ. Huynh đệ làm những việc này mà, bởi vì huynh đệ không hiểu làm cho nên mới sợ họ thôi. Thực sự cái nanh họ rất là to, nhưng không có gì đáng sợ cả. Đâu có cắn gần cổ mình hút máu mình đâu. Thấy là bình thường. Thấy họ, thấy thương họ hơn. Bây giờ họ không ngỏ đi. Cái thức hận thù họ còn hoài cho nên cái nanh họ càng lúc càng to. Cái mặt họ càng ngày càng dữ. Nhưng mà thực sự khi mình tụng cho họ thời kinh đó, tự nhiên cái mặt họ hiền lại. Tụng hồi cái nanh họ biến mất. Họ rụng hai cái nanh. Họ mới có cơ hội siêu đó. Đừng có sợ họ nha. Mình sợ là mình không có cơ hội tạo âm đức đâu. Mình nên thương họ. Đây là tập. Ngồi xuống tụng kinh, thấy họ như vậy đừng sợ hãi, phải thương họ hơn để độ cho họ được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Đó là lòng đại từ đại bi mình đang phát triển đó. Đó là âm đức đó. Từ bi trí tuệ trong âm đức, mình giúp cho họ siêu sanh tịnh độ, đó là âm đức. Rõ không? Bên cạnh đó mình làm việc cho bá tánh chúng sanh chung quanh, mình giúp đỡ những huynh đệ mà nghèo khó của mình được bao nhiêu được, đó là mình tạo dương đức. Rõ dương đức và âm đức chưa? Giúp người chết được siêu, giúp người còn sống được no đủ, vui vẻ cùng với mình học đạo là dương đức, là phước hữu lậu. Giúp ông bà của quyền thất tổ, vong linh hương linh chưa siêu được siêu, không no được no, đó là âm đức, là phước vô lậu. Cho nên người tu phải có âm đức và dương đức thì công đức mới tròn đủ. Rõ chưa? Bây giờ hiểu cái gì âm đức chưa? Cái dương đức chưa? Nhưng mà có sự tính toán trong đó là coi chừng nha. Dương đức lẫn âm đức đều bị đứt cả, nhớ không? Rõ không? A Di Đà Phật. Trung đạo giảng huynh đệ nghe như vậy, chúng huynh đệ phải có cái sự hồi đáp lại là phải hỏi trung đạo những gì cần thiết trong cái tu học. Thì chúng ta cùng tu với nhau, cùng tiến hóa với nhau, chứ không có một chiều. Những cái gì thắc mắc trong sự tu học cần phải hỏi. Để mình lâu lâu mình chỉ gặp có một lần thôi, mình cần phải hỏi nhiều thứ để giải quyết trong cái thắc mắc mình trong lúc tu học. Bị cái gì, được cái gì, mất cái gì, tạo nghiệp hay tạo phước, mình phải hỏi. Rõ chưa? Rõ không? Chúng ta đi hai chiều, một bên chia sẻ, một bên tiếp nhận, bên kia hỏi, thầy trả lời. Bây giờ anh để hiểu thế nào là chánh pháp chưa? Chánh pháp chính là đại từ đại bi. Đại từ đại bi chính là Phật. Phật chính là chánh pháp. Nếu chúng ta sống biểu lộ tánh đại từ đại bi, còn nghĩa là chúng ta đang biểu lộ Phật tánh của mình cho ba tánh chúng sanh. Qua cái lòng đại từ đại bi đó thì chư Phật đã biết mình là ai rồi, đâu cần phải nói. Nhìn cái mặt mình là biết mình vui rồi. Nhìn cái mặt mình thấy an lành rồi. Tu đến khi nào mà người ta nhìn thấy mình mà người ta cảm thấy an lành là mình có phước đó. Còn mình tu đến cái mức nào người ta nhìn mình ta ớn á, là coi chừng, coi lại coi mình tu làm sao người ta nhìn ta ớn. Nghe không? Người ta nhìn ta không dám lại gần, phải hỏi lại coi tại sao người ta gặp mình ta không dám lại gần. Rõ không? Cái tôi mình lớn quá thì người ta sẽ xa mình. Ông Phật mình lớn lắm thì chúng ta lại gần mình, người ta sẽ lại gần mình. Bây giờ mình để chọn đi, cái tôi mình hay ông Phật của mình? Tự giải quyết nha. Phật hay tôi? Phật hay tôi? Sống sao đi biểu lộ tánh Phật? Thương người, đại từ đại bi. Rõ không? Muốn biểu lộ chánh pháp phải có lòng đại từ đại bi. Đó là chánh pháp. Còn nếu mình tu hoài hoài mà vẫn không thương được ba tánh chúng sanh, phải coi lại tại sao nha. Bởi vì cái tôi mình nó còn to quá. Chút xíu là kiếm chuyện, chút xíu là cằn nhằn, chút xíu là trách móc, chút xíu là gây gỗ, là coi chừng đó. Là mình đang để cái tôi của mình nó khống chế. Bởi vì nó khống chế cho nên mình cứ cằn nhằn, cử nhử, kiếm chuyện. Hai cái tôi còn là còn kiếm chuyện. Cho nên cái tôi chết rồi đó
thì ông Phật mình sẽ không bao giờ kiếm chuyện với ba tánh chúng sanh. Ông Phật chỉ có yêu thương thôi. Bây giờ huynh đệ rõ chữ chánh pháp chưa? Chánh pháp không có gì cao xa đó, đừng có nghĩ chánh pháp là cái gì kinh lắm, không có. Chánh pháp chính là lòng thương yêu ba tánh chúng sanh như chính bản thân mình, là lòng đại từ đại bi mà chư Phật đã ban cho mình. Ai cũng có tình thương hết, ai cũng có lòng đại từ đại bi, nhưng chúng ta bị thế gian pháp, bị cuộc sống hàng ngày nó đè nặng lên cuộc đời của mình, nó che lấp luôn cái lòng thương của mình. Mỗi một ngày một chút, cái bụi trần gian, cái pháp thế gian nó càng lúc càng dày, nó đè lên cái tâm khảm của mình, tâm hồn của mình, nó che đậy hẳn cái ông Phật của mình rồi, lên đồng đại từ đại bi mình không phát triển được, là do bởi cái pháp thế gian quá dày, do nghiệp lực tạo tác quá nhiều. Bây giờ chúng ta ngồi xuống tụng kinh niệm Phật để làm gì? Để chúng ta cầm cái chuông, cái dùi, cái mỏ, mình cạo bỏ bớt đi cái pháp thế gian, cái pháp trần gian, những cái bụi tạp nhiễm không cần thiết, mình cạo riết dần 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 dần, Phật tánh mình sẽ nổi dậy, tánh từ bi mình sẽ rộng lớn. Tại sao chúng ta phải ngồi xuống tụng tu? Là lý do đó, để chúng ta tự diệt trừ, tự giúp đỡ cho mình thoát khỏi những cái gọi là cái phiền toái, những cái đau khổ do chính mình tạo tác. Rõ không? Ngồi xuống tụng tu để giải trừ nghiệp chướng chính bản thân mình, để cạo rửa tất cả những gì không tốt lành cho bản thể mình đã tiếp nhận, để cho lòng đại từ đều bên mình nó nổi lên. Ai cũng có cái lòng từ bi hết, nhưng mà nó hạn hẹp chút xíu siêu trong gia đình thôi. Một người dữ nhất ở ngoài đường nhưng mà về nhà vẫn thương vợ thương con, có phải vậy không? Một cái thằng lưu manh du đảng cỡ nào về nhà nó cũng thương vợ thương con, chứng tỏ là cái lòng từ bi nó bị ích kỷ hạn hẹp trong cái khu nhỏ này thôi. Nó đánh mọi người nhưng mà trừ vợ con nó ra. Một người rất là dữ dằn ở ngoài chợ về vẫn lo cho chồng con đầy đủ, chứng tỏ là tình thương họ vẫn có, nhưng không biết cách phát triển, mà phát triển trong cái vòng hạn hẹp này thôi. Đó là sự ích kỷ. Cho nên chúng ta nhìn biết được điều này, chúng ta không làm vậy, cho nó bắt đầu rải cái lòng thương mình rộng lớn một chút xíu nữa, dành cho bà con lối xóm, dành cho một chút xíu nữa, dành cho dân tộc đất nước. Đó gọi là đại từ đại bi. Thấy cảnh khổ không làm lơ được. Nhưng mà không phải nên, không được đội đá vá trời, nhớ không? Không được. Mình phải dùng chữ liệu côn gấp đầu hũ chứ không? Chứ đừng có đội đá vá trời, nhớ không? Sức mình làm bao nhiêu làm bấy nhiêu, không được cố gắng làm hả mà cố quá thành quá cố, nhớ chưa? Nhớ không? Có sức bao nhiêu làm bấy nhiêu, liệu côn gấp đầu hũ, nhớ chưa? Cái gì là Phật? Dễ hiểu không? Dễ hiểu chánh pháp là gì chưa? Đừng có nghĩ chánh pháp là phải mặc bộ đồ rộng lớn bự thì bự, mặc chầm dầm một đống á, ngồi trên một góc đó rồi ai cũng gặp mình cũng lườm á, là chánh pháp là trật rồi nha. Chừng nào mà gặp mọi người cái miệng cười te tét, ai cũng thương giống nhau, đó là chánh pháp đó. Đó là đại từ đại bi đó. Nhìn huynh đệ giống chính bản thân mình, đó là đại từ đại bi, đó là Phật. Huynh đệ thử làm đi, chư Phật sẽ biết mình là ai liền tức thì, mà không cần phải nói cho ai biết hết. Thử làm đi, 100 ngày thôi sẽ có kết quả. Chúc huynh đệ may mắn nha. Cái gì là Phật? Phần còn lại huynh đệ hỏi nha. Thầy, cho con hỏi khi con trì chú trị bi, con không hiểu sao mà hả, nếu mà con trì ít á thì cái trên đỉnh đầu con nó tê ít, mà hả con càng trì nhiều thì cơ thể con nó nóng bừng, do là trên đỉnh đầu con nó làm như có một tảng đá đè trên đỉnh đầu con, nó tê cứng trên đầu con. Con dạ, cũng không hiểu sao. Dạ không hiểu, dễ hiểu mà. Thì cái đầu con chưa có mở, cái hà đầu thành nó chưa mở, thành ra cái năng lượng nó tích tụ đầu nó nặng quá. Người con nóng là cái năng luồng năng lượng trong cơ thể của nó phát triển nhiều quá, nó không mở được cái hà đầu thành này. Nó nóng là nó đốt cái trược khí trược độc của cô, không có gì phải sợ nha. Dạ. Cái bình thường tụng đi một ngày nó sẽ nóng cuồng nóng nhiều nữa, ba cái đồ thúi trong người con nó đi hết á thì con sẽ thơm, nó đốt cái đồ thúi đó. Yeah. Thì tụng đại bi là tẩy trược lược thanh, đẩy tất cả những đồ sạch không sạch sẽ trong cơ thể mình ra hết. Công năng của đại bi là như vậy. Nếu mình tụng đúng mức á thì tự nhiên người mình sẽ có mùi thơm, nước miếng mình sẽ ngọt và thơm, nước mắt mình cũng ngọt nữa đó, người mình không còn hôi nữa. Đại bi nó có công năng tẩy trược lược thanh là vậy. Mình càng tụng mình càng sáng, mình càng tụng càng sạch. Cho nên nóng như vậy là nó đốt ba cái đồ dơ của cô đi. Con trai ăn mặn. Dạ con ăn tháng 10 ngày. Cho nên nó càng ngày càng đốt, cho nên cô càng ngày càng thúi. Như là Phật. Dạ. Chứ con nghĩ khi đến chùa thì ngồi thiền, thì ngồi bán già hoặc kiết già. Con ở nhà con không có ngồi
ngồi thiền con không có ngồi bán giày gác già được, mà con nghĩ là ngồi bán thiền như là mình định đó, tâm không cần con ngồi đó. Chỉ có ngồi trên ván, trên giường, trên ghế và con thả lỏng, buông lỏng và con định cái tâm của con thôi, thì con cũng không hiểu được là giữa ngồi bán giày gác già với lại mà ngồi buông lỏng như vậy là hai cái nó có hiệu nghiệm bằng nhau hay là nó có nếu khác mà ngồi không? Kiết già thành Phật hết thì thế gian này thành Phật hết rồi nha. Để bán giả mà thầy vậy mình ngồi sao miễn cho nó thả lỏng và cái tâm định thôi phải không thầy? Ngồi làm sao cái lưng mình thiệt là thẳng mà không tê tay tê chân là được rồi, miễn sao mình vui là được rồi, ngồi chùm hổm thiền cũng được mà. Dạ. Chứ phải chết gì cái ngồi, hiểu không? À, dạ, thầy, cảm vui, ơn thầy. Miễn sao vui được rồi à, mình giống Phật mình vui là rồi, mắc chứng gì? Bộ ngồi được chứng sao? Mơ đi, ngồi mà vớ vẩn sao được chứng phải không? Ngồi cho đẹp lên cái đầu tầm bậy tầm bạ mà rồi được chứng? Cái gì là Phật? Cô ngồi mà thiệt là thẳng, hai cái chân kéo thiệt là cứng, bó vô chứng tỏ là mình ngồi kiết già nè. Muốn kiết lị không hay đó mà biết. Chứ ngồi bó cho người ta thấy mình ngồi á, là mình tu cho người ta nhìn á, là vớ vẩn rồi, đừng hòng chứng cái gì. Nổi chứng thì có, sao miễn là mình vui là được rồi. Đừng có bày đặt ngồi cái kiểu cứng ngắc rồi chứng tỏ mà muốn cái chân nó teo nhách teo nhơ có tật nữa đó. Tu mà làm cho thân thể mình có tật là có tội chư Phật. Bởi vì chánh điện của Phật là đây nè, thân thể này là chánh điện của Phật, nếu mình làm nó bị có tật á là mình có lỗi với chư Phật, rõ chưa? Miễn làm sao mình vui là được rồi, đừng có chết gì cái ngồi đó. Nó ngồi mà cái đầu mình vẫn không có tốt lành như ba tánh sanh là cũng vậy thôi, nhớ không? Mình có ngồi thiệt là thẳng, cái chân bó thiệt là cứng mà cái đầu mình vớ vẫn không biết thương yêu ba tánh chúng sanh là mình cũng đang ngồi trong tà pháp đó. A Di Đà Phật. Con hỏi thầy, mỗi chùa thầy mấy cái cách tu tập nó hay sinh hoạt khác nhau. Mỗi chùa có chùa thì tu Bát Quan Trai Giới thì một buổi, còn chùa thì tu một ngày. Mà con không biết thì theo con đọc trong kinh đó thì thấy cái kinh Phật nó đã chỉ định đó, là phải tu một ngày một đêm. Thầy con thấy có khi một buổi kêu một ngày như vậy có đúng theo cái lời của Phật dạy? Bây giờ là Phật thầy không có xác định đúng hay không đúng chú à. Chú ơi, Bát Quan Trai để dành cho những người chưa bao giờ ăn chay tụng kinh để gieo duyên với Phật pháp thôi. Những người mà còn ăn mặn á, lâu lâu người thọ vô đó nghỉ giải lao ngày, đừng ăn mặn để bớt ăn chúng sanh đi á, thì tu tập một ngày để cho nó bớt tạo tác nghiệp thôi, là phương tiện thôi chú. Còn mà nửa ngày ngày mà ngồi trong đó vớ vẩn cũng vậy thôi à, thậm chí ngồi trong cái cốc 3 tháng còn vớ vẩn cũng vậy thôi mà, phải không? Cho nên nó chỉ là phương tiện tạm bợ thôi, không phải là cứu cánh giải thoát. Cho nên nếu bây giờ chú đã trường chay rồi, chú cần gì phải đi thọ Bát Quan Trai, hiểu nói không? Huynh đệ đã trường chay rồi, mắc chứng gì đi thọ Bát Quan Trai. Để cho những người mà chưa biết ăn chay đó, họ vô đó họ gieo duyên với Phật pháp, họ tập ăn chay một ngày an lành, hiểu không? Còn mình trường chay rồi, ngày nào mình cũng là Bát Quan Trai hết, rõ chưa? Cho nên mình ăn chay rồi là cứ ở nhà tu tụng đi một ngày mấy thời, hả, tụng mình ngồi xuống mình tụng là tấm lòng mình trong cái tụng nó mới thực sự là tính. Còn mà tụng mấy thời thì đã trả bài cho Phật, đừng tụng. Huynh đệ phải nhớ là ngồi xuống công phu không phải trả bài hay trả nợ cho ai hết, cho chính bản thân mình. Cho nên không cần phải làm tôi phải làm ngày này tôi đúng giờ, đừng, không có trả bài. Người tu là không có trả bài cho ai hết á, cho chính bản thân mình, tu cho mình, tu cho dòng tộc, tu cho bá tánh chúng sanh, đúng không? Chứ mình không tu cho Phật giáo, cho Công giáo hay tu cho bất cứ một cái giáo nào hoặc là một cái nhóm nào, mình cho chính mình. Mình đã đầy đủ lực rồi, mình tự giác rồi, mình giúp huynh đệ mình giác tha, giúp huynh đệ là giác tha, làm việc cho bá tánh là giác tha, thì giác hạnh mới viên mãn được. Cho nên tất cả những cái gọi là mỗi chùa tu mỗi khác á, là kệ, đừng có để ý tới chuyện đúng hay sai. Thì bây giờ đâu có gì đúng nữa đâu, mà nói sai người ta chửi mình. Mình nói đúng là mình đúng à, chưa chắc mình đã đúng, hiểu không? Kệ nó đi, vì cái chỗ kệ cho nên mình đỡ phiền. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi hỏi tiếp, nói chuyện với Trung Đạo phải nhớ là Trung Đạo không có đặt vấn đề là tuyệt đối nha. Cái gì là cũng tương đối hết, mọi cái đều là tương đối, cái gì cũng ok hết á. Đừng có phải như vậy, phải hồi nhỏ thầy bị phải như vậy nè, phải như vậy lớn thầy hiểu rồi, phải cái cù chỏ tôi chứ phải. Miễn là tôi vui vẻ hạnh phúc với mọi người là đủ, miễn là sao cái đầu tôi không tính toán với bá tánh chúng sanh là đủ, rõ chưa? Thí dụ bây giờ cái mặt mình nghiêm nghị nè, lúc nào cũng chứng tỏ cái nghi của mình phải đi đứng thẳng thớm, là cái mặt cũng phải nghiêm chỉnh. Trong lòng á toàn là trong gai không, mà đừng có làm cái mặt như vậy mất công lắm, mới mốt sanh bệnh giả dối, rõ không? Có sao biểu lộ vậy, muốn cười là nhe răng cười thoải mái, không cần sợ, súng răng cũng cười, cười bình thường. Biểu lộ cái tấm chân thật của mình là quan trọng, người tu phải biểu lộ cái tấm chân thật, tấm lòng thẳng thắn bộc trực, đó là người tu chân chính, rõ chưa? Trong đầu sao miệng nói vậy,
đừng cái đầu tính toán đủ chuyện mà nói cái chuyện vớ vẩn này để đưa ba tánh và chúng sanh vào cái chỗ mà gọi là tính toán của mình á, là tội lỗi không thể nào tha thứ được, nhớ không? Đừng có xạo sự với cái đầu của mình. Bây giờ Đạo Phật. Dạ, dạ thầy cho con hỏi. Con mới tập đi chùa, mới tập Tết giờ mà con tụng học tụng kinh chú để bi á, thì con hai tuần lễ là con thuộc, mà con tụng trong chú cái kinh mà Di Đà chung với lại cái chú để bi của thầy Trí ở đây á. Dạ, dạ, dạ. Dạ con học sao nó không lâu thuộc quá, con không biết sao thầy hướng dẫn gì mà cho con. Dạ tới giờ thì chưa thuộc đó mà. Dạ. Cái Di Đà thầy. Dạ thưa, không cần tụng chú, tụng dạ. Lầu được rồi. Dạ. Thầy giờ thí dụ giờ thì tụng chung thì không cần ngó thì tụng theo vậy đó. Nhưng mà thầy khi tụng thì cũng có cuốn sách trước mặt, nó cần phải thuộc chi, hiểu không? À, mình nếu mình thuộc thì mình giỏi, mà để ý vô mình thuộc đi, tập trung tư tưởng vô thuộc. Trước khi tụng kinh phải cầu nguyện, niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, con tụng kinh cho con thuộc để con học đạo tinh tấn làm gì có ba tánh chúng sanh đi, cầu nguyện sẽ thuộc à. Phải cầu nguyện trước nha, cầu cho mình trí tuệ sáng suốt học đạo tinh tấn. Con cũng mới đi nên con cũng chưa có biết những cái điều mà cầu nguyện thì cầu cái nhà mình, ví dụ mình, thầy, chỉ... mình đặt cái vị chẳng hạn như Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, con tên tuổi gì đó, à, con trì tụng kinh chú cho con thuộc lòng để con mở mang trí tuệ học đạo tinh tấn làm việc cho bá tánh chúng sanh, thì ngài sẽ cho mình thuộc lòng mình làm việc vậy thôi. Vậy là trong cái cuốn đó nó có cái chỗ có mà ghi trong đó, dạ. Ừ, thì đọc theo vậy đó. Ừ, thì mình sẽ mở ngộ lắm, càng tụng kinh nhiều thì trí tuệ càng mở, cho nên mình nghĩ thiện làm lành là tạo phước, tụng kinh trì chú là tạo trí tuệ, nhưng mà tụng kinh trì chú để mình giúp cho khẩu nghiệp bớt tạo tác, nghĩ thiện làm lành là cho ý nghiệp và thân nghiệp tạo những điều tốt lành. Bên cạnh tụng kinh trì chú để giúp cho mình khẩu nghiệp được tốt lành, thì mình cái khẩu nghiệp càng thanh tịnh thì trí tuệ càng sáng, hiểu không? Cho nên cố gắng ngồi tụng, tập trung tư tưởng, mình tụng mình lắng nghe tiếng tụng của mình luôn, mình phải lắng nghe mình tụng, vì lắng nghe tụng cho nên mình nhớ dai, mình học thuộc lòng mà, bỏ tấm lòng vô mình mới thuộc được. Còn mình tụng so theo thói quen thì không có thuộc đâu, tụng bằng tấm lòng cho gọi là học thuộc lòng, cái dùng tấm lòng mới thuộc chứ không phải học thuộc đầu, hiểu không? Việt Nam xài chữ học thuộc lòng, nhớ không? Cái gì là Phật, chúc may mắn nha. Cái gì là Phật, dạ. Hỏi tiếp, chia sẻ với nhau. Cái gì là Phật, thưa cô. Hỏi chuyện đạo thôi nha. Mô Phật, con xin hỏi thầy. Cảm ông thầy ở rồi kia kìa, ông nói ông thầy nào kể người ta, ông nói mình tu cái nào một môn thôi, tu mà đọc tùm lum đi múc đi lòng vòng, nói vậy con không biết làm sao. Bây giờ có tụng gì kinh hôm nay thỉnh kinh của thầy đây nè, thầy tụng vậy đi được rồi, tối con đọc bảy chú đại bi với lại niệm Phật thôi vậy đủ rồi, đọc kinh cứu khổ rồi ông thầy kia nói đọc vậy mốt không đi được đâu ha. Cái lòng của mình á trong sạch tinh khiết mình muốn đến đâu mình đi, ai cấm? Cái nào á mình đọc một môn thôi. Ai cấm nè, thầy Công giáo rồi qua Phật giáo rồi, ai cấm thầy? Cái lòng của thầy có một thứ thôi. Cái con đi chùa bạn nói bạn con nói hôm nay hả ta đọc kinh Vô Cùng Thọ hả điển về xẹt 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 quá trời. Vậy đó hả? Ừ, sắp chết tới nơi rồi đó. Cái con nói để bữa nào con hỏi thầy sư phụ trong đạo coi tu ổng giỏi lắm mà ổng có điển về xẹt xẹt không? Rồi con cũng có đọc kinh Vô Cùng Thọ mấy năm rồi, con đâu thấy sẹt sẹt đâu. Cái gì đâu mà. bệnh rồi. Có cô bệnh Mỹ đó. Thấy không? Cổ ngồi mỗi lần tụng Lăng Nghiêm xong là chư thiên xuống một nhà luôn. Thầy nó hỏi liền, ủa, ổng mấy ổng ở không quá. Trời đất ơi, tôi tụng mấy chục năm Lăng Nghiêm đây, chưa có ông nào xuống nhà tôi hỏi câu nào hết. Mới tụng xong là chư thiên xuống một nhà, vậy ngày nào ổng xuống một nhà là chư thiên ở trên kia. Ổng ở trên kia à? Xuống đây hết nhà cô luôn. Mấy ông ở đâu? Rồi nhà khác ông ở chỗ nào? Rồi chỗ khác tụng Lăng Nghiêm rồi ai ở? Nè chị bên này nè, con truyền cái microphone quá. Ừ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con thì hôm nay mới trực tiếp gặp được mà thầy, con rất là thấy vui và cảm thấy mình có phước. Trong thời gian mà con chưa được nghe pháp của thầy thì con cũng chỉ có tụng kinh A Di Đà, niệm Phật, nại Phật. Còn chỉ chú Đại Bi thì con thường là tụng một biến ban đầu và ngũ bộ chú thì con cũng không biết. Sau khi mà tới ngày rằm tháng 12 âm lịch năm vừa rồi, con có mở trên mạng xuống và nghe được pháp của thầy
thì thầy có nói là chỉ ngũ bộ chú và đại bi chú để cầu siêu cho cửu huyền thất tổ và các hương linh vong linh. Thì con thấy hay và con lúc đó thì con cũng không có được kinh của thầy, con cũng chép trên mạng xuống để con tìm hiểu về cái bài kinh của ngũ bộ chú, và con chỉ trì theo tiếng Việt ngữ, con không biết tiếng Phạm. Và sau tháng 3 âm lịch thì con có biết địa chỉ của thầy Thiện Chí, con mới nói với con trai của con là ở Bình Dương tìm đến chỗ thầy, thì thầy có cho một quyển kinh mang về. Thì lúc đó là con cũng có phổ biến cái pháp của thầy, một số Phật tử thấy thì cũng thích, thì con ấn tống con tặng cho họ. Còn có một điều nữa là con muốn hỏi thầy giải thích cho con thêm, để con về con chia sẻ với một người huynh đệ cùng với ở xóm nhà con. Con nói là tụng ngũ bộ chú và đại bi chú rất là hay, giải nghiệp và cầu cho cửu huyền thất tổ. Thì cô ấy nói là ngũ bộ chú là gì, thì con nói là ngũ bộ chú là tụng ngũ công vương Phật là kim mộc thủy hỏa thổ, con nghe được thầy nói ở trên mạng. Thì cô ấy lại bảo là cô ấy sợ. Thì bây giờ con xin thầy giảng rõ cho con hiểu thêm về ý nghĩa của ngũ bộ chú để về con chia sẻ. Và con không biết đọc tiếng Phạm thì con vẫn dùng tiếng Việt ngữ tiếp tục như vậy, có được không thầy? Xin dạ, thầy chỉ cho con. A Di Đà Phật. Dạ cảm ơn cô. Thực sự ngũ bộ chú rất là khoa học. Chúng ta tụng kinh, khi chúng ta ngồi xuống tụng kinh trì chú, thực sự chúng ta tiếp nhận cái luồng dao động, cái linh ngữ đó. Mình khi mình đọc cái linh ngữ này á, mình không có dịch, mình gọi là tịnh pháp giới chẳng hạn, án lam đi, là tịnh pháp giới thôi, là lúc mình chung quanh chỗ mình đang tụng được an lành. Thực sự ngũ bộ chú này đó là kim mộc thủy hỏa thổ. Trong cơ thể mình có tâm can tỳ phế thận, nó tương ưng với lại kim mộc thủy hỏa thổ bên ngoài. Bên vũ trụ này là kim mộc thủy hỏa thổ, nó vận chuyển, nó luân hành, nó giữ cho cái môi sinh này được an lành. Cơ thể mình có tâm can tỳ phế thận, tâm thuộc hỏa, thận thuộc thủy, nói chung là nó cũng là kim mộc thủy hỏa thổ trong đây. Nhưng khi mình tụng ngũ bộ chú với đại bi á, cái luồng năng lượng cơ thể mình nó tăng rất là nhiều. Trong cơ thể mình nó có cái hệ thống miễn nhiễm, hệ thống miễn nhiễm này sống nhờ luồng năng lượng. Khi mình càng tụng ngũ chú đại bi nhiều chừng nào thì năng lượng cơ thể mình nó phát triển rất là mạnh mẽ, nó luân chuyển rất là mạnh mẽ, nó giúp cho cái hệ thống miễn nhiễm nó rất là mạnh, cho nên bệnh tật không có. Hiểu không? Mình phải nhìn về khía cạnh khoa học chứ không được nhìn khía cạnh huyền linh huyền bí. Như thường thường chúng ta nghĩ tụng đại bi là phải huyền bí, không có. Chúng ta nhìn về khía cạnh khoa học đi, mình càng tụng chừng nào cái người mình nó càng sạch chừng đó, càng tụng nó càng sạch, mà nước miếng mình nó càng thơm càng ngọt. Mình tụng riết cái miệng mình á, nước miếng trở thành cam lộ đề hồ, nó trở thành thuốc. Đệ tử thầy nó lỡ lỗ tai, thầy chấm 2 ngày sau nó lành. Thầy là người chứng minh cái này mà, đệ tử thầy rất nhiều người, thầy chấm cho hết bệnh. Bị ghẻ lát thầy chấm nó hết. Dạ, A Di Đà Phật. Thật ra cô tụng ngũ bộ chú đại bi là cho bản thân mình giải trừ bệnh tật, giải trược độc, giải trược khí, tẩy trược lược thanh, tiếp nhận cái luồng năng lượng trong sạch tinh khiết của vũ trụ. Mà cái vị mà ban rải cái pháp này chính là mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát. Mình nói thẳng, nếu mình nhận năng lượng của ngài thì nó quá ư là mê tín gì đó, mà thực sự khi mình tụng những cái linh ngữ này đó, cái luồng năng lượng cơ thể mình nó tăng trưởng rất là mạnh mẽ. Thậm chí mình có thể đi với trừ 10 độ C là chuyện bình thường, mà ở trần thầy có quay phim chụp hình đó, thầy ở trần thì đi bộ với trừ 10 độ C là chuyện thường. Mà ngũ bộ chú đại bi cho mình cái năng lượng đó, nó gọi là tam muội chân quả. Sau này thầy sẽ giảng cái dĩa đại bi tam muội chân quả. Thầy đưa cái hình mà thầy đi bộ với tiết trừ 10 độ C vào trong cái dĩa đó, quý vị coi thấy được tại sao gọi là tam muội chân quả. Cơ thể mình nó có sẵn, nhưng mà tụng kinh đến mức tột đỉnh đó, thì phát triển là cái luồng năng lượng đó. Chính nhờ cái luồng năng lượng này cho nên mình đi tới đâu cũng vậy, ba cái bệnh tật đồ dơ giấy người ta mình không có bị lây. Rõ không? Yeah. Nó giúp cho mình được thân khỏe. Hả, cái thân mà khỏe mạnh lúc nào cái tâm mình cũng an lành hạnh phúc. Cho nên cái người tu đúng á thì lúc nào cũng vui vẻ, không có khó chịu, không có cằn nhằn, không có kiếm chuyện. Bởi vì cái thân mình rất là khỏe cho nên mình rất là vui. Còn mình bệnh tật mình khó chịu lắm thì mình dễ kiếm chuyện lắm, hiểu không? Dạ. Bây giờ là Phật. Dạ, cô này cô ấy cũng thuộc chú Đại Bi và cô ấy thường trì chú Đại Bi. Nhưng mà con bảo là đọc tụng thêm ngũ bộ chú thì cô lại sợ. Nó là một bộ cô ơi, tự nhiên dạ. Mình tách nó ra thôi. Bên mật, người xưa không phải là mật giáo, họ không là một tôn giáo, họ là một nhóm người tu riêng rẽ. Nhưng mà họ rất là miên mật trong việc tu.
người ta tự đặt cho họ là mật giáo, chứ bản thân họ không có tôn giáo. Tại ra cái ngũ quần chú đại bi là một bộ của họ, rồi mới lấy vô, mới đưa vô trong bên Trung Quốc á, nó mới lấy vô, nó đưa vô cái kinh của nó. Thì nó gọi trước khi tụng kinh là mở kinh là đại bi, đóng kinh là bát nhã. Dạ. Hiểu không? Tụng kinh gì xong cũng bát nhã là đóng kinh. Trước khi tụng là phải đại bi là mở kinh, để làm cái nền tảng căn bản. Mà thực sự chỉ có bài đại bi thôi, nếu mà cô đi tới mức luôn á, tới nơi tới chốn á, cô sẽ biết được mình là ai liền, rồi biết mẹ Quán Thế Bồ Tát là ai. Bởi vì ngài là trực tiếp chỉ định, ngài trực tiếp luân chuyển cái luồng năng lượng này, mà mình tu tụng với cái luồng năng lượng này, mình sẽ hiểu được mình đang nhận được cái gì, chỉ có mình hiểu thôi. Bây giờ mình nói ra đó, người ta cũng không có chấp nhận đâu. Đệ tử thầy nó hiểu thầy, thầy hiểu đệ tử. Bởi vì chúng ta cùng luyện một cái bài đó. Nó mỏng vậy thôi, nó đơn giản, nhưng mà thực sự cái năng lượng nó vô cùng tận. Nó là những lúc luồng linh ngữ, nó giúp cho cơ thể mình, tế bào mình phát triển rất là sáng. Mình càng tụng cái mặt mình càng sáng, mình càng tụng con mắt mình càng sáng. Là nó đó. Chỉ cần mỏng thôi. Còn mình tụng kinh dày 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 mà tánh mình tự cao tự đại, cái mặt mình dày theo nó, nghiệp chướng mình sẽ dày theo. A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy ạ. Về con sẽ chỉ cho cô ấy. Dạ. A Di Đà Phật, chúc cô may mắn nha. Dạ, con cảm ơn thầy. A Di Đà Phật, thưa cô. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần đầu tiên con để sát sát vô cô. Dạ, lần đầu tiên con gặp thầy. À, con chưa có thâm nhập Phật pháp nhiều, như có thể là lời nói con nó còn dũng dễ. Sao được cô, thầy dễ lắm. Ừ. Dạ. Thì giờ con bạch với thầy là con có xem trên mạng và cũng có được chị quen giới thiệu á, là ngũ bộ chú và chú đại bi để cầu nguyện cho của quyền thất tổ của mình. Thì mẹ con mới mất được khoảng 60 ngày. Mà con có thì tụng đó không biết là mẹ con. Dạ, cô tụng A Di Đà. Chiều tụng như giờ, bây giờ ở nhà cô, nếu mà cô ở không, cô tụng sáng trưa chiều đi. Sáng chiều tụng vậy đó, tụng chừng cô tụng chừng 21 ngày là bà siêu hả? Dạ, coi như là qua 49 ngày, nhưng mà người nhà con á, thì có thấy là bà về bà khóc. Nhưng mà cái lúc mà má con bệnh ở trên bệnh viện á, thì bà bị chạy thận, nhưng mà bà bị hôn mê á. Rồi đứa em nói thôi là để đem má về. Rồi cái con thấy nằm không vậy thì con mới mời cái ban hộ niệm đợi niệm Phật. Đấy, con tính là khi mà má con gần lâm chung sợ mất thì phải được nghe một câu niệm Phật đó thầy. Thì khi mà ban hộ niệm tới á, thì người ta mới là hộ niệm. Thì lúc đó má con cũng nằm im. Rồi chồng con về nói tại sao không đưa đi bệnh viện điều trị tiếp, tại vì bệnh nhân chạy thận mà tại sao bà lại đem về. Thì như vậy thì bà gián tiếp giết má rồi. Còn cái ban hộ niệm thì nói thôi bây giờ cứ để, nếu mà con chở đi mà má con mất á, thì là hại cái huệ mạng đời má con, thì cô gánh cái quả báo không nổi. Rồi con lưỡng lự riết, cuối cùng con để ở nhà. Thì khi mà đến cái ngày thứ ba đó, thì lúc đầu thì má con cũng nằm im để nghe niệm Phật. Đến gần chót thì bà có mở mắt ra, bà nhìn mấy cái tượng Phật A-di-đà. Thì ban hộ niệm cũng khai thị, cũng nhắc bà để niệm Phật. Nhưng mà đến cái ngày cuối cùng á, thì bà cũng lên co giật. Thì những người hộ niệm nói là quan gia trái chủ tới đòi. Còn chồng con thì nói là bệnh nhân chạy thận, mà không chạy thận thì phải bị nhiễm trùng máu rồi đứt não mà chết. Nó thì bây giờ con không biết làm sao, con cứ xong rồi cái ban niệm Phật, má con qua đời thì ban niệm Phật mới hộ niệm 16 tiếng thì thân thể mềm mại, người ta nói là má con đã vãng sanh. Thì con mới hỏi nếu mà vãng sanh thì sẽ không có ai nằm chim bao thấy, còn mà sao con thấy một cái người nhà em con lại thấy má con về bà buồn mà bà khóc. Rồi cái một người dì của con á, là vợ sau của ba đó, là ngay cái đêm ba con về dưới Vĩnh Long thì thấy má con đi theo. Bà đó không biết là có cái cặp mắt gì mà nhìn thấy má con bước vô nhà thì bận cái bộ đồ á, là đúng cái lúc mà con tẩn niệm á, là chính xác bộ đồ đó, tự vì bà không có lên nhà con. Nhưng mà bà diễn tả là má con bận bộ đồ đó đi vô nhà thì cũng nói chuyện, rồi muốn ở lại đó với ba con, mà cứ đòi nằm ngủ sát bên ba con. Thì sau này trước 49 ngày con có mời lên, thì con cũng nói chuyện là bây giờ để nói má con thì đừng có theo cặp vợ chồng đó nữa, nhưng mà hãy theo con rồi để nghe kinh niệm Phật mà được giải thoát. Hiện giờ con nghe trên mạng ấy, với có người giới thiệu, con đọc chú đại bi ngũ bộ chú của thầy. Hằng ngày con thí dụ sáng ấy, là con niệm Phật. Bây giờ cô tụng ngũ bộ chú đại bi xong rồi vô A Di Đà. Dạ. Cô ở nhà cô làm, nếu ở cô không tụng ba thời cho bà đi. Dạ. Hồi hướng cho bà, cái để tên tuổi bà và cái mỏ ha. Dạ. Cô tụng ngũ bộ chú đại bi xong A Di Đà, rồi cái bát nhã xong vãng sanh. Ngày nào cũng vậy, để ba chân cháo lên kêu cái bàn thờ của bà đó. Dạ.
Dạ, nhưng mà buổi sáng á thầy, con chỉ rảnh buổi sáng tại vì nhiều khi con cũng phải đi làm, con tận dụng thời gian rảnh rỗi thì con mới. Thì cô rảnh cô làm, thầy nói là khi cô ở không á thì con buổi chiều á thì cô nên tụng ngũ chú Đại Bi Di Đà, dạ, Bát Nhã Vãng Sanh cho bà, hồi hướng công đức cho bà, ngày nào cũng tụng. Dạ. Nếu mà cô tụng giỏi thì giỏi, trong 49 ngày tự động cô sẽ thấy được bà báo cho người ta. Nếu mà mặc bộ đồ sạch sẽ đẹp đẽ giống như má cô Hương vậy đó. Thì chút nữa cô nói chuyện cô Hương đi, cô Hương sẽ nói cho cô nghe cái kinh nghiệm đó. Thì bà mặc đồ sạch sẽ đẹp đẽ về mà vui vẻ là biết bà đi. Còn nếu bà về bà khóc lóc bà than thở là chưa đi, nhớ không? Dạ, như vậy là con cứ tụng riết chừng nào. Dạ, cứ tụng đi rồi sẽ báo nha. Cô phải trì trí và có tấm lòng. Chỉ có người con cầu cho mẹ chắc chắn sẽ được nha. Giống như cô Hương chút nói chuyện với cô nha. Hương, thầy nói chuyện với cô vậy. Cái đó là mình phải ăn chay luôn á phải thầy. Thì con ăn chay đi. Dạ, ăn chay cái miệng mới sạch mới cầu được chứ. Ngày mà mẹ con bệnh nằm bệnh viện con ăn chay luôn tới giờ. Rồi ăn luôn đi còn chờ gì nữa. Đúng lúc rồi. Huynh đệ ơi, nếu huynh đệ muốn cầu nguyện mà được như ý á là huynh đệ phải ăn trường chay. Cái miệng mình sạch á mình cầu nguyện mới được. Cái lòng mình sạch, cái miệng mình sạch á lời cầu nguyện mình mới được chứng. Còn nếu mình ăn chúng sanh mình cầu nguyện nó chậm lắm. Dạ. Còn nuôi chúng sanh trong cái bụng này nè, nuôi cái thân mạng này thì khó tu, khó tiến hóa lắm. Đừng có tưởng là mình mặc bộ đồ vô muốn nó ăn mặn rồi mình độ, không có đâu. Hả, còn vay mượn chúng sanh là còn mắc nợ à. Hả, cô vay là phải trả, có mượn là bị đòi. Chuyện đương nhiên có luật. Cho nên huynh đệ nên trường chay để cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ của Huyền Thất Tổ. Nhớ không? Dạ, dạ, thầy con còn một cái chướng ngại nữa là chồng con thì thấy tự gì con đi làm có hồi cũng chạy lên công việc thì chồng con không có chịu cho ăn chay. Ông nói nếu mà nấu ngày chay thì bà nấu tôi ăn 10 ngày thì bà tôi ăn chung bà 10 ngày, còn 20 ngày kia thì bà phải ăn mặn chung với tôi. À, ăn chay thì ăn chay chung, còn ăn mặn thì cô ăn quyết định hơn. Nha, với là Phật. Muốn mẹ cô siêu thì cô tự quyết định đi. Dạ, dạ. Thầy không xía vào cái chuyện quyết định của vợ chồng cô nha. Dạ. Với là Phật, chúc cô may mắn. Dạ, con cảm ơn cô. Với là Phật. Bữa nay hỏi tiếp. Nhớ chúc nói chuyện chị Hương nha. Đức Phật, rồi bữa nay hỏi đi, mình còn nhiều giờ lắm á. Chúng ta làm cái gì làm nha, chúng ta tụng kinh cho ai cũng vậy, đi làm từ thiện cũng vậy, đi chẩn tế cũng vậy, đi làm việc cho bá tánh chúng sanh, hay làm bất cứ điều gì cho ai đó là phải dùng cái tâm từ bi để làm, để chi chứ không có sự tính toán và cằn nhằn. Mình làm việc cho ai đó mà mình cằn nhằn tính toán là mình thua rồi, là nó chẳng có tồn động gì lại cho cái phước đức mình hết. Nên cứ làm thoải mái vui vẻ mà làm. Chẳng thà đừng giúp. Hãy giúp thì phải làm cả tấm lòng, nhớ không? Nhớ chưa? Hãy làm là nhào vô làm. Hãy tụng kinh là tụng bằng cả tấm lòng. Còn không thôi đừng tụng, đừng có trả bài. Chư Phật, chư Bồ Tát không cần chúng ta phải trả bài. Nhớ vậy không? Bởi vì là Phật. Hãy nhớ tập biểu lộ cái tánh thương yêu. Nếu không biểu lộ được tánh thương yêu này, cái tụng ngàn năm cũng vậy thôi. Tụng ngàn năm cũng chẳng đi tới đâu. Thì không có tánh thương yêu là không đi tới về chư Phật được. Thì chư Phật chính là Đại Từ Đại Bi. Rõ chưa? Chưa. 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 Phật. Hỏi tiếp. Thắc mắc thì hỏi. Xin phép sư phụ cho con ngồi ạ. Con ngồi. Dạ hỏi. Ngồi, dạ ngồi đi con. Dạ, dạ. Tại vì con có nghe sư phụ nói là cúng cho cô Huyền Thất Tổ là mình cúng từ 6 giờ chiều tới 6 giờ chiều cúng tốt nhất, an tịnh nhất. Nhưng dạ. Mà tại vì con còn vướng việc gia đình nên là nhiều khi sắp xếp xong thì cũng khoảng hơn 9 giờ. Thì cứ kể cái buổi tối chiều tối cho lên được rồi. Nha. Sau 9 giờ mình dạ có thể được, cứ làm từ 6 giờ chiều trở lên thôi, làm thoải mái. Dạ vâng, cảm ơn sư phụ. Dạ, Di Đà Phật chúc con may mắn. Dạ. Dạ. Chúng ta thực sự như thầy tụng kinh đó đi, trong kinh sách để là đúng giờ vậy vậy đó. Nhưng sau thời xưa thầy làm là vậy. Thì thầy thấy cuộc sống của mình càng ngày càng chật vật, còn nhiều chuyện làm quá. Từ từ thầy cũng bẻ khóa hết, thì từ từ thầy muốn tụng nhà nào thì tụng, mà rảnh thì tụng thôi. Chẳng hạn Lăng Nghiêm phải tụng 3-4 giờ sáng phải không? Bài xuống thầy ngồi thiền rồi xong 7-8 giờ thì cũng vẫn tụng Lăng Nghiêm được bình thường, đâu ai nói gì đâu. Nhưng mà qua 12 giờ là không tụng Lăng Nghiêm thôi. Vậy là Phật thưa cô. Dạ thưa thầy, cho con hỏi, con có cũng cổ Huyền Thất Tổ mà cái ngày mà coi như cuối cùng con nằm con mơ con thấy một con rồng thích bờ vậy mà bay lên trên cao rồi có vòng quấn về thầy này. Nghe con rồng nó bay vô vậy thầy. Mà con nghĩ là không biết sao mà con nằm con mơ vậy thầy. Cho con hỏi thầy. Cái ấn chứng của mỗi người mỗi khác cô ơi. Dạ. Có người thì thấy khác, cô thấy khác, thầy thấy khác. Không dạ. Biết, cô không hiểu gì hết hả? Dạ. Con cô không hiểu cái hình ảnh đó hả? Lúc con thấy là con rồng là nó bay lùm gần với con á. Cho con thấy màu con rồng. Màu gì cô? Màu xanh. À. Thanh Long à. Rồi dạ, rồi coi như
bay lên trên trời vậy thầy? Đúng ra rồng á là đại diện cho đời sống tâm linh của người ta. Dạ. Người tu mà thấy rồng rồi trước thấy rồng màu gì, là cái mạng mình màu gì, nó hơi phức tạp chỗ. Nếu mà thầy giải thích nữa, ngày xưa thầy tôi mới tu á, thầy thấy một ông rồng trắng rồng đen. Ngày xưa thầy cũng thấy, đệ tử thầy nó thấy rồng màu khác, tức là mỗi chúng ta thấy một rồng màu khác nhau. Dạ. Cái tâm linh, đời sống tâm linh của mình, cái mạng của mình là gì? Rồng chính là đời sống tâm linh của mỗi người. Dạ. Mà tụi Trung Quốc nó vẽ rồng được là lý do là nó nhìn thấy được, cái nó mới vẽ rồng được. Dạ. Thành ra khi cô tu cô tụng như thế nào không biết, cái hạnh cô sao cô thấy rồng màu đó thầy không biết, bởi vì mỗi một người thấy khác nhau. Yeah. Cô về cô suy nghĩ lại kêu rồi tụng kinh, nhưng mà đừng có để ý tới nó, tụng tiếp tục đi, rồi thấy cái gì cô sẽ hiểu được báo cô cái gì nha. Dạ, tiếp tục tụng. Dạ con tụng sống rồi con mới thấy. Tụng nữa, tiếp tục tụng nữa. Dạ. Để coi coi các vị có về báo như bên kia không. Nói chung là các đệ tử của thầy á, tụng sau 49 ngày á, đều được báo là như thế nào rõ ràng, mỗi người đều thấy như vậy. Dạ. Mà hầu như là thấy chung một điều là các vị về rất là đẹp đẽ sạch sẽ, là biết các vị đã siêu. Dạ. Còn nếu mà về mà còn dơ giấy mà còn cằn nhằn là chưa siêu. Hầu như tất cả các đệ tử thầy mấy ngàn đứa đều thấy giống giống như vậy. Nó giống, dạ, như đi ăn tiệc hay là đi chơi, nhiều người vui thì vui, đứng sắp hàng là biết họ đã được đi đó. Dạ. Di Đà Phật, chúc cô may mắn nha. Dạ. Di Đà Phật. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính thầy. Dạ, Di Đà Phật thưa cô. Dạ thưa thầy, thầy cho con biết là trong 10 ngày trai tụng kinh địa ít lợi gì không thưa thầy? A Di Đà Phật, theo thầy đó, đệ tử của thầy, khi nào mà cô đi cúng chẩn tế, cô đi giải vong á, cô nên tụng địa tạng. Người tại gia thầy khuyên nha, đây là lời khuyên của thầy á, hả tụng địa tạng rồi, khi nào làm thầy á, cô làm thầy chuyên môn đi giải trừ ma quỷ hay là đi cúng vong hay cúng chẩn tế thì kia nọ đó, thì cô nên tụng địa tạng. Còn nếu cô tụng địa tạng ở nhà mà ăn chay có 10 ngày hả, 49 ngày chay chứ, hả tụng địa tạng là ăn chay luôn. Dạ, rồi mình cầu nguyện cho tất cả vong linh hương linh chung quanh được siêu sanh tịnh độ luôn để tạo âm đức, thì nên, nếu mà ăn chay trường tụng kinh giữ giới á, thì nên tụng địa tạng ở nhà. Còn nếu không á, đừng có tụng ở nhà cô, là nó vô một nhà luôn, cô giải không hết. Cô mà nghĩ tụng hả, cái mặt cô sẽ đen như cái dầu hắt vậy đó, nhớ không? Mình nghĩ tụng địa tạng cái mặt mình đen thù lùi à. Thế đó, mình tụng A Di Đà là đủ rồi, người tại gia là tụng A Di Đà thôi, đừng tụng địa tạng, nhớ không? Mình không có làm thầy bài đó, tụng địa tạng làm chi, nhớ chưa? A Di Đà Phật, tụng địa tạng mình ngưng đi, cái mặt đen từ lùi như dầu hắt vậy đó, nó hút hết của mình à. Không có nên, đừng có bắt chước. A Di Đà Phật, có nghe không? Nghe chưa? A Di Đà Phật. Dạ. Hỏi đi con. Dạ. A Di Đà Phật, thầy cho con hỏi. Con coi mấy cái YouTube của thầy ở trên mạng á, thì con khi thầy đọc kinh là có hai phần. Cái phần thứ nhất á là mình nguyện xong cái mình vô ngũ bộ chú, sau đó mình vô chú Đại Bi. Dạ. Là nó về cái phần cầu nguyện của mình. Dạ. Là con biết được cái đó. Xong rồi qua tới cái phần thứ hai là mình cũng nguyện, sau đó mình nguyện cho huynh đệ thầy á thầy. Dạ. Cái đó là con kẹp vô của con. Dạ đúng. Rồi xong rồi cầu nguyện cho củ quyền thức tổ của con nữa. Dạ đúng. Rồi ngoài hai bên của bên chồng với bên con. Dạ. Thì khi con đọc bình thường như vậy á là con không có mệt, nhưng mà nếu mà con học á giống như thầy chỉ á, là đọc cái A Di Đà á thầy, là ngũ bộ chú, xong rồi vô chú Đại Bi, xong rồi vô A Di Đà. Dạ. Rồi xong cái đó là một phần riêng, là do cho củ quyền thức tổ nội ngoại hai bên của hai bên gia đình đó. Dạ. Thì lúc đó con bị tức ngực rất là mệt. Dạ đúng rồi, không vậy đủ lực. Mình dạ. Đừng có đọc này, mình đọc cái bình thường đi hả? Cô muốn giải nghiệp, giải trừ oan gia trái chủ cho củ quyền thức tổ là phải tụng theo cái nghi mà ngũ bộ chú Đại Bi xong A Di Đà thì mới giải được củ quyền thức tổ. Cái A Di Đà con đổi qua là vô lượng thọ Như Lai Đà Ra Ni được không thầy? A Di Đà Phật, tụng A Di Đà đi. A Di Đà tốt hơn hả thầy? Cái bộ người ta như vậy là giải cho củ quyền thức tổ, cái làm y như vậy, đừng có đổi theo ý mình. Không những không giải được mà tức ngực đó. Không đủ lực nó mới tức ngực. Rồi nếu mà mình tụng theo cái trình tự luôn á là thầy dạy con cái cách đi, mình sắp xếp làm sao? Nè, mình mới vô chú Đại Bi, A Di Đà, Bát Nhã, Vãng Sanh, hưởng công đức hết. Rõ chưa? Tức là mình tụng Bát Nhã xong ha, cái tụng Yết Đế cho nhiều.
Yết Đế có công năng giải trừ cái tâm chấp, cái thức chấp của vong linh. Xong mình tụng cho nó 21 biến vãng sanh là phải đi thôi. Mà mỗi ngày mỗi tụng với cái lực mình chưa đủ, cho nên mình kéo dài 49 ngày là lý do đó. Bởi vì không đủ đạo hạnh, không đủ âm đức, thành ra mình không đủ lực đẩy họ đi liền, cho nên mình phải tụng dạ kéo dài. Còn riêng bản thân thầy tụng lần là xong hết à, hiểu không? Thì thầy tụng nhiều năm quá rồi, thành ra cái đạo thầy, lực thầy có chị, đủ. Nếu mà con muốn mời thầy về tụng cho Củ Huyền Thất Tổ. Thưa công, Củ Huyền Thất Tổ thầy làm dùm cho cô là nhiều lắm là 6 lần thôi, còn bản thân cô phải 4 lần. Đúng rồi thầy. Dạ, rồi, mình thầy phải tự lực cánh sinh. Giống như là con cũng làm nữa, nhưng mà con muốn nhờ thầy nữa thầy. À, nếu mà con nhờ thì cả cái đệ tử thầy nó nhờ thầy hết, thầy làm nhiều lắm rồi con. Dạ. Bản thân mình phải tự lo tạo phước đức âm đức cho mình, là mình phải tụng đi. Mình mới có âm đức phước đức nhiều mới để lại cho con cháu mình. Thì các vị rất là cần mình, còn thầy chỉ là phụ thôi, thầy là phương tiện chỉ con thôi. Ông có ông thầy nào mà có quyền năng lại tước đoạt cái phước đức của Củ Huyền Thất Tổ ra khỏi bàn tay của con, ngoài con ra? Nếu mà con bỏ tiền ra làm chưa chắc mấy ông đã chịu đâu nha, hiểu không? Mấy ông không có chịu đâu. Mà nhất là cái thái độ của mình mà nhờ mấy thầy á, là con đưa tiền cho làm, cái thái độ của mình ông cũng không thèm nhận, ông thầy tụng mỏi miệng cũng không được đâu đó, hiểu chưa? Tấm lòng, phải có tấm lòng thì các ngài nhận. Thành ra khi con ngồi xuống tụng, bây giờ mình phải tụng lại là ai gì đó. Dạ, cái tụng đi con, phước đức vô tận mà, đâu mất mát gì gì đâu. Con càng tụng phước con càng nhiều đó, phải của thầy, hiểu chưa? Bây giờ là Phật, chúc con may mắn nha. Bây giờ là Phật.